chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin COVID-19 trên kênh Thời sự Nhanh. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Việc nhiều, lương thấp, nhiều nhân viên y tế muốn bỏ việc giữa đại dịch. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện gần 15.000 người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm vaccine. Hà Nội dừng các dịch vụ ăn uống tại chỗ tại một quận từ 19 tháng 12. Chủ tịch tỉnh Cà Mau lý giải nguyên nhân F0 dẫn đầu cả nước. Đà Nẵng, để trường hợp dương tính chưa tiêm vaccine, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. Vừa rồi là phần điểm qua bản tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Việc nhiều, lương thấp, nhiều nhân viên y tế muốn bỏ việc giữa đại dịch. Thưa quý vị, tại hội thảo đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến sức khỏe và các điều kiện kinh tế xã hội, việc làm của cán bộ y tế Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần của các nhân viên y tế. Bên cạnh đó, nguồn thu nhập giảm khiến đời sống nhân viên y tế gặp khó khăn và đây cũng là lý do khiến nhiều người bỏ công sang tư. Kết quả khảo sát từ tháng 7 đến tháng 9 vừa qua, trên 2.700 nhân viên y tế và tuyến đầu chống COVID-19 về tác động của đại dịch COVID-19 đến sức khỏe và các điều kiện kinh tế, xã hội, việc làm của cán bộ y tế Việt Nam do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Excellence Quốc tế tại Việt Nam, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội và Viện Kinh tế và Công nghệ Y tế thực hiện cho thấy mức lương bình quân của nhân viên năm 2020 là 7,36 triệu đồng trên một tháng, trong khi giá sinh hoạt chung ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lần lượt là 10 triệu và 11 triệu đồng. Với mức thu nhập này, 80,9% nhân viên y tế cho biết họ có thể chi trả một phần hoặc không thể chi trả các chi phí sinh hoạt. 19,1% có thể chi trả hoàn toàn, 60% chi trả một phần và 20,9% không thể chi trả. Trong khảo sát, hơn 1/3 nhân viên y tế cho biết lương, thưởng và phụ cấp của họ đã bị giảm. Bên cạnh hơn 62% nhân viên tham gia chống dịch được khảo sát đến nay chưa nhận được bất kỳ một khoản phụ cấp nào về dịch COVID-19. Bên cạnh việc giảm thu nhập, nhân viên y tế gặp nhiều áp lực, thậm chí trầm cảm vì công việc. Khoảng 40% trong số họ cho biết họ gặp phải những khó chịu và suy giảm về sức khỏe thể chất và 70% bị lo lắng và trầm cảm, dẫn đến 25% giảm mức độ hài lòng với công việc của họ, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Bách cho biết. Trong 2.700 người tham gia nghiên cứu, có 35,75% là nhân viên y tế cơ sở, 35,5% làm việc ở tuyến tỉnh và gần 20% ở tuyến trung ương, 54% là bác sĩ, hơn 21,4% là điều dưỡng và những đối tượng khác. Trong số này, có 53% nhân viên y tế có tiếp xúc COVID-19 hàng ngày và 35,6% nguy cơ mắc COVID-19. Phó giáo sư Trần Xuân Bách, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, đến 48% nhân viên y tế phải làm thêm giờ, 60% nhân viên y tế cho biết thời gian làm việc tăng lên trong đại dịch. Hàng loạt nhân viên y tế xin nghỉ việc. Trước đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, 10 tháng đầu năm 2021 có gần 1.000 nhân viên y tế xin nghỉ việc, tăng nhẹ ở một số tuyến trạm y tế. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thống kê cho thấy trong năm 2020 có 597 nhân viên y tế xin nghỉ việc. Tuy nhiên, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2021, con số nộp đơn xin nghỉ việc là 988 người. Bà Mai cho biết có sự tăng nhẹ ở một số bệnh viện và tuyến trạm y tế. Các nguyên nhân được thống kê là do hoàn cảnh gia đình, yếu tố cá nhân. Với đặc thù ngành y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh, bà Mai cho biết nếu bác sĩ không làm việc ở hệ thống công lập, họ có thể xin ra làm ở hệ thống tư nhân. Theo các chuyên gia, việc thu nhập giảm, áp lực tăng, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 bị kỳ thị khiến nhiều nhân viên y tế giảm động lực làm việc, thậm chí xin nghỉ việc. Chia sẻ những tác động của COVID-19 đối với yêu cầu công việc của nhân viên y tế, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, Phó giám đốc bệnh viện điều trị COVID-19 tại Hà Nội, trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, dịch COVID-19 không chỉ tác động đến các hoạt động của cơ sở y tế mà còn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân viên y tế. Đó là khối lượng công việc nhiều hơn, nghỉ ngơi ít hơn, stress nhiều hơn, thu nhập giảm, đào tạo hạn chế, ít được chia sẻ, chăm sóc của gia đình, thậm chí còn bị cộng đồng kỳ thị, Phó giáo sư Hải nói. Trước hiện tượng nhiều nhân viên y tế nghỉ việc trong thời gian qua, Phó giáo sư Hải cho rằng, thực tế, việc dịch chuyển công việc ở nhân viên y tế là thường xuyên, kể cả ở trước thời điểm có dịch COVID-19. Với nhân viên y tế, dù làm việc ở môi trường nào thì mục đích cuối cùng vẫn là phục vụ người bệnh. Lý do nghỉ việc không hẳn là do thu nhập giảm mà áp lực công việc kéo dài, vượt qua sức chịu đựng thì họ cần được nghỉ ngơi. Tôi nghĩ các đồng nghiệp của tôi có thể chỉ nghỉ việc tạm thời và một vài tháng sau đó họ sẽ quay trở lại công việc, Phó giáo sư Hải chia sẻ.
Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện gần 15.000 người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm vaccine. Thưa quý vị, tối ngày 18 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 10 ngày phát động chiến dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, địa phương ghi nhận có 349.126 người thuộc nhóm nguy cơ khi nhiễm COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho hơn 80.600 người. Kết quả phát hiện 647 người dương tính SARS-CoV-2 và được điều trị ngay với thuốc kháng virus Monopiravir. Hiện, các quận, huyện đang khẩn trương xét nghiệm tầm soát cho tất cả người dân thuộc nhóm nguy cơ trong thời gian tiếp theo và cho uống ngay thuốc kháng virus khi phát hiện ra F0. Đáng chú ý, trong số những người thuộc nhóm nguy cơ rà soát được, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện có 14.816 trường hợp chưa tiêm vaccine. Hiện, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đang khẩn trương thuyết phục những người này tiêm vaccine ngay. Với một số người khó khăn trong đi lại, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện sẽ triển khai các đội tiêm tại nhà. Trước tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp, CDC Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân thực hiện tốt nhất có thể các quy định phòng chống dịch, đặc biệt là biện pháp 5K, cố gắng thực hiện các thói quen tốt như đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên hơn. Cần giảm bớt việc tụ tập, giảm ngồi với khoảng cách gần để giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Trong ngày 18 tháng 12, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định 4800 của Bộ Y tế. Theo đó, tình hình dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được đánh giá cấp độ 2. Đối với quận huyện, có 10 địa phương đạt cấp độ 1, bao gồm quận 3, quận 6, quận 7, quận 8, quận Tân Bình, quận Tân Phú và các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn. 11 địa phương cấp độ 2 bao gồm quận 1, quận 4, quận 5, quận 11, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức, huyện Nhà Bè và có một địa phương đạt cấp độ 3 là quận 10. So với tuần trước, 3 địa phương giảm cấp độ dịch là quận 3, huyện Cần Giờ từ cấp 2 xuống cấp 1, quận 4 từ cấp 3 xuống cấp 2 và một địa phương tăng cấp độ dịch là quận 10 từ cấp 2 lên cấp 3. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có văn bản khẩn chấn chỉnh việc cấp phát thuốc cho F0 là người thuộc nhóm nguy cơ. Cụ thể, qua quá trình giám sát, Sở Y tế nhận thấy một số địa phương chỉ cấp thuốc Monopiravir cho người cách ly tại nhà mà không cấp cho F0 chuyển vào cơ sở thu dung, điều trị, cách ly tập trung. Sở Y tế đề nghị ngành y tế các địa phương phải cấp phát ngay thuốc Monopiravir cho người bệnh nằm trong nhóm nguy cơ ngay khi có kết quả dương tính SARS-CoV-2 và hướng dẫn rõ người bệnh cách sử dụng thuốc. Mục đích cuối cùng nhằm đảm bảo tất cả các F0 thuộc nhóm nguy cơ được chăm sóc và điều trị sớm nhất. Hà Nội dừng các dịch vụ ăn uống tại chỗ tại một quận từ 19 tháng 12. Thưa quý vị, từ 12 giờ ngày hôm nay 19 tháng 12, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về. Do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong tuần qua có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện các khu vực dân cư có số ca mắc tăng nhanh tại nhiều phường. Theo đánh giá cấp độ dịch ngày 17 tháng 12, quận Hai Bà Trưng thuộc cấp độ 3, màu cam, nguy cơ cao. Để kịp thời triển khai các biện pháp an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng yêu cầu thực hiện nghiêm một số nội dung kể từ 12 giờ ngày 19 tháng 12, bao gồm: nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về; dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời; hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin; khuyến khích các đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động làm việc luân phiên. Đối với sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế xã hội thực sự cần thiết, phải tổ chức do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm. Học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự thực hiện các hoạt động trực tuyến. Trong trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp, cần tuân thủ các điều kiện phòng chống dịch, không tập trung quá 20 người, tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cài đặt và quét mã QR, xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. 100% người tham dự đã tiêm đủ vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Những người thuộc diện cách ly, hay theo dõi sức khỏe, hay có triệu chứng nghi ngờ COVID-19 không tham gia hoạt động trực tiếp. Các cơ sở lưu trú đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Điểm tham quan du lịch đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm 5K, cài đặt vào quét mã QR. Mỗi đoàn không quá 10 người, cán bộ, nhân viên phục vụ được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Chủ tịch tỉnh Cà Mau lý giải nguyên nhân F0 dẫn đầu cả nước. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 12, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, trong 24 giờ qua, Cà Mau ghi nhận 1.341 ca, dẫn đầu cả nước,
trong đó có 1.201 ca trong cộng đồng, nâng số mắc mới lên 23.052 ca. Như vậy, trong gần một tuần qua, mỗi ngày Cà Mau đều ghi nhận trên 1.000 ca mắc mới. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt, nguyên nhân ca nhiễm trong những ngày gần đây ở Cà Mau tăng là do ý thức chủ quan, lơ là của nhiều người dân, kể cả một số cán bộ, đảng viên trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt thực hiện 5K. Cụ thể, không đeo khẩu trang khi đi lại, giao tiếp, không giữ đúng khoảng cách giữa người với người, tổ chức đám tiệc, tập trung đông người, không thường xuyên khử khuẩn theo quy định. Nhiều người dân chưa hiểu đúng tầm quan trọng và sự cần thiết của việc tiêm vaccine nên không tự giác, né tránh, không hợp tác với lực lượng tiêm phòng. Ngoài ra, theo Chủ tịch tỉnh Cà Mau, một số người đã tiêm 2 mũi vaccine có tâm lý chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch nên mang mầm bệnh về lây cho người lớn tuổi và trẻ em trong gia đình. Ông Huỳnh Quốc Việt cho biết, việc thực hiện cơ chế quản lý mới, các hoạt động trở lại bình thường, người dân giao lưu, đi lại thoải mái và các địa phương nới lỏng các biện pháp quản lý để vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh cũng là nguyên nhân làm cho dịch bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng. Ông Việt cũng cho biết, dù Cà Mau đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine, tỷ lệ người dân từ 12 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 đạt trên 96% và mũi 2 đạt khoảng 90% và đang triển khai tiêm mũi 3 cho các đối tượng theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi nên tình trạng lây nhiễm trong các đối tượng này rất cao. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc, có nơi chưa kịp thời, còn bị động. Nhiều nơi khi có trường hợp F0, rất chậm việc truy vết F1, khâu quản lý F1 còn buông lỏng. Theo Chủ tịch tỉnh Cà Mau, nguyên nhân khách quan nữa là gần đây Cà Mau đẩy mạnh xét nghiệm định kỳ trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Ngoài ra, còn vận động nhân dân tự xét nghiệm test nhanh để kịp thời phát hiện sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nên số lượng F0 tăng cao. Từ những nguyên nhân trên, tỉnh Cà Mau đưa ra 7 nhóm giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn. Đà Nẵng, để trường hợp dương tính chưa tiêm vaccine, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. Thưa quý vị, tại cuộc họp, bà Ngô Thị Kim Yến cho hay, hiện nay số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn có dấu hiệu giảm dần. Tuy nhiên, số ca bệnh nặng lại tăng lên, trong đó chủ yếu tập trung ở bệnh nhân lớn tuổi, chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện rà soát tất cả trường hợp chưa tiêm vaccine, đặc biệt những người lớn tuổi có bệnh nền. Bà Yến yêu cầu các địa phương phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm dứt điểm trước ngày 5 tháng 1 năm 2022, tập trung rà soát, hạn chế tối đa việc sót trường hợp chưa tiêm vaccine. Sau ngày 5 tháng 1 năm 2022, nếu có bất cứ trường hợp dương tính nào chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 với lý do chưa được tổ chức tiêm, ngoại trừ những trường hợp có chống chỉ định tiêm chủng, thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố, bà Ngô Thị Kim Yến nói. Bà Yến cũng chỉ đạo Sở Y tế sớm tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố kế hoạch tiêm chủng mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, trong đó ưu tiên cho người lớn tuổi, người có bệnh nền. Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Mai Tấn Linh cho hay, hiện nay thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp cho lớp 8, lớp 9 đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Riêng học sinh khối 7 đã tổ chức tiêm vaccine đạt 91,5%, còn 8,5% chưa tiêm do chưa đủ 12 tuổi, tương ứng với 1.590 học sinh. Do đó, ông Linh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố xem xét tổ chức tiêm vaccine cho những học sinh lớp 7 còn lại để các em có thể đến trường học trực tiếp trong thời gian tới. Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến yêu cầu ngành y tế chủ động theo dõi, nếu Bộ Y tế cho phép tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi, thì ưu tiên tiêm trước cho học sinh lớp 7 chưa đủ 12 tuổi để các em sớm đến trường học trực tiếp.